chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, Thư viện Truyền Cảm Hứng phối hợp với câu lạc bộ đồng hành cuốn sách xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Hướng nghiệp trong thời đại 4.0 của tác giả Randall Strauss. Người ta thường nói, đừng vội đánh giá quyển sách chỉ qua trang bìa của nó, và việc chọn trường đại học cũng tương tự như vậy. Một ngôi trường danh tiếng với những thành tích xuất sắc có thể sẽ chẳng liên quan gì đến lựa chọn về nghề nghiệp tương lai của các bạn, dù rằng nó có thể làm đẹp hồ sơ của bạn trước nhà tuyển dụng. Sau nhiều năm học tập thì nghề nghiệp là kết luận quan trọng nhất trả lời cho câu hỏi bạn đã học được gì. Việc làm không chỉ để nuôi sống bạn mà còn mang đến cho bạn cuộc sống chủ động hơn với những mối quan hệ xã hội hữu ích hơn. Mặc dù biết phải làm gì, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết làm thế nào. Nếu đang mông lung trong suy nghĩ ấy, hướng nghiệp trong thời đại 4.0, A Practical Education, Why Liberal Arts and Majors Make Great Employees, hoàn thiện dịch của tác giả Randall Strauss có thể sẽ là cuốn sách dành cho bạn. Tuy không trực tiếp nói đến hướng nghiệp và tên của cuốn sách theo nguyên tắc tiếng Anh thực sự cũng không bàn đến vấn đề hướng nghiệp, nhưng hành trình tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng bản thân của các sinh viên trường Stanford với đủ cay đắng lẫn ngọt ngào cũng có những ý nghĩa nhất định trong việc giúp bạn đọc tự khám phá và định hướng tương lai nghề nghiệp của chính mình. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đọc.